tại cuộc họp các thành viên trong ban lễ tân hậu cần cho biết đến thời điểm này Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đoàn, Điện lực Lâm Đồng, Công ty Cấp thoát nước, Cảng hàng không Liên Khương đã lên kế hoạch cụ thể lập danh sách bố trí các chương trình phù hợp để đón tiếp đại biểu, bố trí nơi nghỉ tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao với sức chứa từ 30.000 người trở lên, đảm bảo cung cấp điện nước đầy đủ cho các khu vực diễn ra lễ hội, nhất là tập trung vào khu vực trung tâm ở quảng trường Lâm Viên nhằm tránh tình trạng quá tải cho mạng lưới điện công tác chỉnh trang đô thị cũng được đẩy mạnh đã bố trí trồng thêm các thảm hoa vệ sinh môi trường ở các địa phương cảng hàng không liên khương cũng lên lịch cụ thể các chuyến bay của các hãng trang trí hoa quanh khu vực cảng hàng không tăng cường quảng bá bằng các bản quảng cáo sẵn sàng nhân sự phục vụ các hiệp hội hoa hiệp hội du lịch hiện đang thống nhất với các doanh nghiệp du lịch tổ chức các tu tuyến tham quan cho du khách phát biểu tại cuộc họp ông phạm s phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban lễ tân hậu cần Festival Hoa Đà Lạt 2022 đã ghi nhận sự chuẩn bị chi tiết các nội dung kế hoạch và chủ động các phần việc đã được phân công của các thành viên trong ban. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần tập trung vào các nội dung về danh sách số lượng khách mời, khâu đón tiếp đại biểu, đảm bảo nhu cầu chuyến bay tăng thêm, giám sát kiểm tra khâu an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Festival Hoa, xây dựng các tiêu chí tuyển chọn tình nguyện viên phục vụ am hiểu về văn hóa, xã hội, du lịch địa phương, xây dựng kế hoạch phục vụ chi tiết, đảm bảo tốt nhất công tác lễ tân hậu cần cho Festival Hoa 2022.